Chỉ trong 3 tháng đầu năm, cả nước đã ghi nhận 22 người tử vong do bệnh dạy, số người phải điều trị dự phòng lên đến 70.000 người. Thống kê cũng cho thấy 95% trường hợp bệnh dạy là do chó nhà lây sang người. Từ thực tế này, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh hiện đang tăng cường công tác kiểm soát nhằm hạn chế đến mức thấp nhất khả năng phát sinh vật nuôi mắc bệnh dạy cũng như trường hợp chó mèo nhiễm virus dạy tấn công và gây hại cho người. Thời tiết đang vào cao điểm mùa nắng nóng, đây là điều kiện thuận lợi để bệnh dạy trên đàn chó mèo có nguy cơ phát sinh và tăng mạnh. Do vậy, các biện pháp phòng ngừa đã được trạm chăn nuôi và thú y Quỳnh Mỹ Tú tích cực triển khai đến người dân thông qua nhiều hình thức tuyên truyền khác nhau, đồng thời đến tận hộ để thông tin rõ về các biểu hiện lâm sàng khi vật nuôi mắc bệnh nhằm ứng biến kịp thời khi có sự cố xảy ra. Xác định tiêm phòng vaccine là giải pháp hữu hiệu giúp hạn chế tối đa nguy cơ phát sinh bệnh dạy trên vật nuôi, nên công tác tiêm phòng cũng được nhân viên thú y huyện tiến hành khẩn trương đến từng hộ gia đình. Sau hơn một tháng triển khai, toàn huyện đã tiêm được 919 con trên 4.231 tổng đàn, chiếm tỷ lệ 22%, tương đương 27% chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Theo yêu cầu của hiện nay thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải tiêm là 70% tổng đàn mới đạt được cái bảo hộ quần thể. Thì như vậy thì cái số còn lại chưa được tiêm là gọi là yếu tố nguy cơ. Do đó thì chúng tôi cũng mong rằng là bà con là tích cực ủng hộ cái chiến dịch tiêm phòng để làm sao đạt cái tỷ lệ bảo hộ trong quần thể. Thì từ đó mới góp phần là ngăn chặn và khống chế cái dịch bệnh mà có khả năng xảy ra. Hiện nay thì chúng tôi đã bám sát theo các giải pháp, theo kế hoạch đã được phê duyệt. Trong đó chú trọng vào cái công tác là thống kê cái tổng đàn để làm cái cơ sở cho việc xây dựng cái công tác tiêm phòng. Thì lồng ghép với cái công tác tiêm phòng là chúng tôi thực hiện tốt cái công tác tuyên truyền vận động để người chăn nuôi ủng hộ và tham gia tốt cái chiến dịch tiêm phòng của ngành thú y. Ngoài cái việc tuyên truyền miệng thì chúng tôi thực hiện qua các cái tờ rơi, các cái áp phích cũng như là viết bài trên cái cổng thông tin điện tử để mọi người dân cùng biết và cùng cái áp dụng thực hiện. Riêng tại Thạnh Trị, số lượng đàn chó mèo trên địa bàn huyện có khoảng 4.709 con, được nuôi tại 2.169 hộ. Mặc dù nhân viên thú y cơ sở đã rất cố gắng trong công tác tiêm phòng bệnh dạy, nhưng tỷ lệ chỉ mới đạt khoảng trên dưới 30%, khoảng 1.000 liều. Công tác tiêm phòng vaccine ngừa bệnh dạy trên đàn chó mèo tại địa phương hiện còn gặp nhiều khó khăn do đa số hộ nuôi ở vùng sâu vùng xa, một số hộ vẫn còn nuôi theo hình thức thả rông. Từ hạn chế này, bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trạm chăn nuôi và thú y huyện còn tổ chức ra quân bắt chó mèo thả rông. Đây được xem là biện pháp hữu hiệu có tính răn đe cao, giúp người dân chủ động hơn trong công tác tiêm phòng cho vật nuôi của gia đình, phấn đấu đạt tỷ lệ tiêm phòng là 3.000 liều theo kế hoạch đề ra. Đối với ngành chúng tôi thì cũng có cần phải trao đổi một số cái lưu ý cần thiết. Chủ vật nuôi, đặc biệt là chủ nuôi chó mèo, là phải thường xuyên theo dõi, không được thả rông chó ra ngoài rồi để gây cái tiếng ồn và những người xung quanh. Cái vấn đề, cái giải pháp và biện pháp quan trọng nhất là phải giao đăng ký để được tiêm phòng đầy đủ là hàng năm công tác tiêm phòng, bởi vì chỉ có tiêm phòng mới phòng ngừa được cái bệnh dạy là không có thuốc điều trị. Ngoài ra thì thường xuyên là theo dõi cái tình trạng sức khỏe của đàn chó để làm sao khẩn trương có những cái biểu hiện bất thường thì báo với nhân viên thú y để được có cái hướng dẫn cái biện pháp phòng ngừa thích hợp. Chủ nuôi chó là thì phải là làm sao phối hợp với chính quyền địa phương rồi với ngành chuyên môn để làm sao cho tạo cái điều kiện cho công tác phòng bệnh dạy đạt được cái hiệu quả tốt nhất và hữu hiệu nhất trong thời gian tới. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Sóc Trăng chưa ghi nhận bệnh dạy trên vật nuôi cũng như trường hợp người dân bị chó mèo nhiễm virus dạy cắn phải. Tuy nhiên, nguy cơ phát sinh bệnh là rất cao nếu chó mèo không được tiêm phòng đạt theo chỉ tiêu đề ra. Vì bệnh dạy là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể lây truyền sang người và nếu mắc phải hầu như không thể chữa khỏi. Nên bên cạnh những nỗ lực của lực lượng nhân viên chăn nuôi và thú y, người dân cần có sự chủ động hơn trong công tác phòng ngừa. Bởi việc hạn chế nguy cơ chó mèo mắc phải bệnh dạy phụ thuộc rất lớn vào ý thức của mỗi cá nhân, mà cụ thể là người trực tiếp nuôi. Hiện nay thì Chi cục Chăn nuôi Thú y đang tham mưu cho lãnh đạo xã thực hiện một số công việc như sau. Cái vấn đề thứ nhất là chúng tôi xây dựng và bố trí cái nguồn lực để làm sao mà tổ chức triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh dạy cho đàn gia chó mèo đồng loạt vào cùng một thời điểm. Đối với ở các huyện thì chúng tôi cũng đã cung ứng kịp thời các loại vaccine để phục vụ cho công tác cái tiêm phòng phòng chống bệnh dạy định kỳ tại các cấp huyện
đảm bảo sao mà tỷ lệ đạt 70% so với tổng đàn chó mèo trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên rà soát tiêm phòng bổ sung để tránh cái trường hợp mà soát chó mèo trên địa bàn của tỉnh. Có trường hợp xảy ra thì chúng tôi kết hợp với địa phương làm sao mà tăng cường giám sát bệnh dạy, rồi kiểm tra xác minh, rồi để xử lý triệt để khi mà phát hiện mà có triệu chứng mà chó mèo nghi mắc bệnh dạy. Chúng tôi khuyến cáo đối với hộ nuôi thì các hộ nuôi thì đăng ký nuôi chó với các cái nhân viên thú y hoặc ủy ban nhân dân xã để được tiêm phòng vaccine ngừa bệnh dạy nói riêng và một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác đối với để làm sao bảo vệ cái đàn chó mèo đang nuôi tại gia đình. Bệnh dạy có khả năng gây tử vong đối với người nhưng hoàn toàn có thể phòng tránh. Do đó, người nuôi chó hoặc mèo cần thực hiện tốt các biện pháp đã được cơ quan chuyên môn khuyến cáo, đồng thời tích cực ủng hộ chiến dịch tiêm phòng vaccine ngừa dạy của ngành thú y nhằm bảo vệ sức khỏe cho đàn vật nuôi, đảm bảo an toàn cho tính mạng của chính mình và mọi người xung quanh.